Xin chào tất cả các bạn. Trong cái video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái mẹo nho nhỏ trong cái việc soạn trống ha. Thì ở đây mình có hai đoạn trống, các bạn cứ nghe thử trước. Và mình nói trước với các bạn là hai đoạn này nó khác nhau, nhưng mà nó chỉ khác nhau có một tí xíu thôi. Các bạn nghe thử xem các bạn có nhận ra được không nha. Qua đoạn thứ hai. Rồi, sẽ cho các bạn nghe lại tiếp ha. Lần này thì chúng ta sẽ bỏ clap đi, coi các bạn có nghe được không. Cái kỹ thuật nhỏ mình đang dùng ở đây chính gọi là kỹ thuật swing. Kỹ thuật swing là gì? Thì bây giờ mình sẽ thu nhỏ nó lại cho các bạn xem nha. Đây. Các bạn có thể thấy swing là cái lúc chúng ta chơi một cái nhạc cụ nào đó nhưng mà nó không đúng nhịp, nó lệch nhịp chừng vài mili giây, nó gọi là swing ha. Để sử dụng cái kỹ thuật này á thì các bạn có thể dùng cái phím Enter cộng với lại phím mũi tên nha các bạn. Đây, Enter cộng với lại phím mũi tên. Qua phải hoặc qua trái nha các bạn. Mình đã dùng cái kỹ thuật này ở cả cái close hi-hat. Và mình đã dùng luôn cái kỹ thuật này ở phần snare. Đây, phần snare mình đã để nó về trước một tí xíu. Chúng ta có thể chỉnh lại ha. Rồi, các bạn lưu ý nha là chúng ta không dùng kỹ thuật này cho cái kick nha các bạn. Lý do là vì nó sẽ dễ gây ra cái cảm giác khó chịu. Đây mình làm thử kỹ thuật này với cái kick cho các bạn xem thử nè. Nhưng mà ngoài cái kick ra thì đương nhiên rồi, chúng ta có thể dùng cái kỹ thuật này với bất kỳ cái loại trống nào nha các bạn. Snare, hi-hat hoặc club hay là cái gì đấy, miễn là nó không phải là kick. Các bạn hãy nhớ nhá, kick là cái phần chủ đạo, cái phần quan trọng nhất để mà đệm nhịp cho các bài hát. Vì vậy chúng ta không nên sử dụng cái kỹ thuật này cho kick. Rồi, video hôm nay đơn giản thôi ha. Chúc các bạn một ngày làm nhạc vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau.